Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ review và hướng dẫn anh em cách sử dụng tay cầm này. Ở đây, đây là cái tay cầm mà bên Lắc Đầu Shop đang bán. Thì nó có rất là nhiều màu, nhưng mà mình rất là thích cái màu xanh này. Xanh này, khá giống màu của shop mình cho nên thích, và mình sẽ lôi ra đây để test thử cho anh em. Đây, hộp ra là xem. Thì ngoài hộp thì ngoài những cái bao bì rất hấp dẫn ra thì sản phẩm còn có thêm một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Anh và cả một dây nối. Dây này vừa để sạc vừa để kết nối có dây. Thì ok, cái con tay cầm này các bạn nhìn này, hoàn thiện rất là tốt, chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt luôn, bấm nó cũng rất là lẩy, không có trường hợp như là bấm nó cảm giác như không bấm. Với cả tay cầm Pad 4 này, đua sấp này thì nó sẽ không hỗ trợ với cả máy tính theo kiểu là bắt Bluetooth, bởi vì bản chất thì PC thường là không có Bluetooth, cho nên mình hôm nay mình mang theo cả một cái sản phẩm này đầu phát Bluetooth cho máy tính luôn. Thì với sử dụng cho máy tính mình phát ra Bluetooth thôi, cũng khá đơn giản. Cái này thì cắm vào giờ mình bắt được, kể cả như là tai nghe hay là những cái đầu Bluetooth khác, loa đều cắm vào bắt Bluetooth dùng được bình thường như vậy. Ngay khi mình cắm cái đầu Bluetooth vào là máy mình sẽ hiện lên luôn cái phần là có một cái đầu Bluetooth ở đây, cũng như là có một cái biểu tượng Bluetooth ở phần này. Thì để làm nhau để kết nối giữa sản phẩm này cái cầm thì mình sẽ giữ vào cái hai cái nút này, nút PS này và nút Share. Đấy, tay cầm là nháy nháy như này, tức là đang phát Bluetooth rồi. Thì mình cứ áp sản phẩm vào thôi. Thì như thông thường thì mình áp đây, hiện lên wireless controller kết nối. Ok, và kết nối đã xong. Và ngay khi đấy thì ở phần device của mình đã có xuất hiện một cái tay cầm, và máy tính của mình đã nhận tay cầm rồi. Chuột phải vào tay cầm để mình có thể test thử xem các chức năng của nó. Đây, đến vào đây. Và đây nó sẽ review các hướng này, các nút này. Đó. Rất rõ ràng các nút, đầy đủ các nút, các hướng, rất nhạy luôn. Và vậy là thì cái trước hết thì cái máy của mình nó đã nhận cái tay cầm này rồi, ngay lập tức cắm vào nó đã nhận rồi. Nhưng mà đối với một số phần mềm, một số game ấy, thì đôi khi là nó bởi vì cái tay cầm này cũng không phải là để dành cho máy tính, mà nó đơn giản hơn là nó để dành cho tay PS, tức là chơi PS, game PS, PlayStation nhiều hơn. Cho nên với để dùng được cho tất cả các loại game ở trên máy tính, bắt buộc mình phải cài thêm cái phần mềm DS4. Phần mềm này cũng rất là dễ cài và nó cũng free luôn. Thì mình cứ vào search chữ DS4 và nó sẽ ra một cái trang chủ, mình ấn download và download về thôi. Mình cứ download cái bản mới nhất về. Thì mình đã download về từ trước rồi, nó sẽ hiện lên hai phần này, thì một cái là update và một cái là ngày mới luôn. Thì mình cứ ấn vào luôn ngày mới luôn cho nó nhanh. Ok, đây không? Đây, cái này thì mình phải click vào step 1 để cài cái driver của cái DS4 này. Download rất là nhanh rồi. Và cài rất là nhanh. Ok, vậy là xong rồi. Nói chung DS4 mình cài mấy cái là xong. Thì ở đây thì nó chưa nhận được ngay đâu, thì tốt nhất là mình nên reset lại máy cho chuẩn nhất. Vậy mình reset máy xong rồi, bây giờ thì kiểm tra lại xem là tay cầm có đang kết nối không. Nếu mà chưa kết nối thì mình sẽ đây vẫn đang kết nối này, thì mình sẽ bật cái DS4 lên. Bây giờ mới là lúc để bật nó lên này. Không phải này. Ở đây rất rõ ràng này, nó hiện ra tất cả chi tiết từng cái một. Đây là cái tay cầm của mình. Đây, nó đây. Và
chế độ của nó. Rồi thời lượng pin, rồi màu, màu sắc, thời lượng pin. Mình cũng có thể chỉnh sửa rất là nhiều thứ ở đây, ví dụ như nút này để làm gì, nút kia để làm gì đều chỉnh sửa được hết. Thay cho nút gì, tất cả cái này đều chỉnh sửa được hết. Và tất cả các game đều có thể chỉnh được, nó có thể thay, bởi vì nó có thể thay cho nút này nút kia game, kể cả đối với LL mình có thể chỉnh từ kiểu nút sang phải này là nút A chẳng hạn, nút lên trên là W, có thể chỉnh được tất cả mọi game như thế hết. Nó rất chi là tiện lợi và tất cả các cái tay cầm hay các thứ nó đều kết nối được rất là tiện. Thì đây là một cái phần mềm rất hay mà bất cứ ai dùng tay cầm PS, tay cầm đua sốc đều sử dụng hết. Bây giờ mình sẽ test thử với bạn với cả game FIFA. Ok, bắt đầu chơi thôi, nhìn này. Rất là nhạy luôn. Đào bóng này. Siêu nhạy đúng không? Ok, cảm ơn anh em đã xem nhé. Thì có gì hãy liên lạc trực tiếp với cả fanpage của Lắc Đầu để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này.